Ủa con, Ủa ba làm gì vậy? con qua đây chi vậy? Thì con qua bên thăm má, con có một món bà tích nè. Con vô đây ngồi đây, ngồi xuống. Sao để ra tiếp ăn sao? Ba ăn đi cho nóng, sắp tới á ba con mình á phải về Phú Quốc sau khi con sắp xếp công việc xong. Xong mà ổn không mới là vấn đề. Bộ có ai nói xấu gì con hả? Không không Sao con thấy ba bất an quá vậy? đâu đâu, có ai nói gì đâu con. Vậy là được rồi, người ta nói gì không quan trọng, quan trọng á mình là ba con mà đã là người một nhà rồi á thì phải tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, phải không ba? Con là con của ba mà. Con vô được không nội? Vô đi con. Nội à, hôm nay sản phẩm của mình chính thức được tung ra thị trường rồi đó. Nội có nghe Hoàng Anh nói mấy bữa trước rồi. Thành công cái chuyện này là công con rất lớn Dạ con có làm gì đâu, tất cả là do nội hướng dẫn hết, còn phát triển mạng lưới kinh doanh thì đã có Hoàng Anh rồi. á. Như vậy là con còn nợ nổi rất nhiều á nha. Còn nợ nội chắc trả cả đời cũng không hết đâu. Sắp tới con định sẽ đi học tiếp lên. Tốt. Nội nghe con nói vậy còn chịu lắm đó. Cố lên con. Năng khiếu là một chuyện, nhưng còn kiến thức là mình phải học thêm, nghiên cứu thêm thì sau này mới giỏi. Nói thì nói vậy chứ hồi đó nội tự học rồi nghề nó dạy nghề thôi con. Bây giờ có sẵn năng khiếu và cái kinh nghiệm của nội và kiến thức sắp tới là con sẽ học, nội chắc chắn rằng con sẽ tiến rất xa. Khi con đã chuẩn bị sẵn sàng thì nội sẽ giao tất cả những kiến thức bao nhiêu năm của nội, đó là tài sản lớn nhất của An Hải đó con. Nội à, con rất sợ sẽ làm phụ lòng mong mỏi của nội. Con nói giống hệt của Hoàng Anh à. Con người ta không có một ai mà không mắc phải sai lầm. Vì sao? Vì họ biết đứng lên sau cái việc là thất bại hay là lỗi lầm đó. Con hiểu không? Nội tin tưởng tụi con như vậy á, rồi lỡ giả sử, chỉ giả sử thôi, tụi con phạm lỗi lầm gì á thì nội có tha thứ cho Hoàng Anh không nội? Để coi sai cái gì đã. Nhưng tại sao hai đứa làm sai mà con chỉ xin là nội tha thứ cho Hoàng Anh là sao? Thì con chỉ giả sử vậy thôi à. Ngồi xuống đi Minh Vũ. Dạ. Thắm à, Hoàng Anh với Mai Anh đâu, sao không xuống ăn cơm vậy? Giờ cơm mà đợi nhắc nhở nữa hay sao? Dạ. Dạ thưa cô, tại anh nó mệt không có ăn cơm, còn anh nó thì chưa có về. Tôi biết rồi. Vũ nè, Dạ, con nghe này cô. con về nhà mình cũng lâu rồi phải không con? Nội rất là thương con, vì vậy con đừng làm phụ lòng nội nha. Dạ, con cảm thấy mình rất may mắn vì điều đó.
may mắn thì tồn tại được bao nhiêu lâu đâu con, nếu không có giá trị từ cốt lõi của nó chứ. Dạ thưa cô, cũng tùy à cô. Cốt lõi của mọi người á nằm ở giá trị bản thân khi họ biết mình đang làm gì, và điều đó không hổ thẹn với lương tâm là được. Ừ, tốt lắm. Nói là phải giữ lời nha. Chứ cô thấy tuổi trẻ bây giờ thường sống không tự lượng sức mình. Con người lớn thì quá bảo thủ, không nhìn nhận sự việc ở nhiều mặt. Xem nhìn đó vậy, không đi ăn đi. Sao anh quan tâm tới em chứ? Sao anh lại không quan tâm em chứ? Anh ghét anh. Em có thể ghét anh, nhưng em cần biết quỹ thời gian của anh còn lại rất ít. Và anh muốn dùng quỹ thời gian ít ỏi đó để làm những chuyện có ý nghĩa, như quan tâm, lo lắng cho em. Có được không mẹ? Sau này em sẽ gặp lại anh chứ. Em biết tìm anh ở đâu mà. Nhưng hãy tìm anh nếu như em đã quên được anh. Anh ác á. Anh đâu có ác đâu, dây dưa với anh á thì cũng đâu có gì tốt. Nếu em vẫn bất chấp thì sao? Thì mãi mãi em sẽ không bao giờ gặp lại anh. Anh hứa. Em đã ăn no chưa? Uống cà phê như vậy tối làm sao ngủ được? Em còn phải làm việc nữa mà. Anh xin lỗi chuyện sáng nay, đúng là anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của em thật. Cũng chỉ vậy. Thôi bỏ đi, chuyện qua rồi. Em cũng không muốn nhắc lại nữa. Anh nước đây. Sáng mai anh đòi đi làm nhé. Cũng được, nhưng sáng mai em đi làm sớm lắm. Em qua rồi mà. Không hiểu tại sao mai anh lại được anh ta. Cũng giống như chuyện không ai tin là em đồng ý lấy anh vậy đó. Anh ăn mì hả? Em ăn đi, ngủ sớm nhóc. Anh ăn rồi mà. Chị ăn mì không? Không, chị no rồi. Chị ngồi đây chút đi. Lâu rồi á, ba người mình không ngồi chung với nhau đâu. Chị xin lỗi, nhưng chị không thể xem mọi chuyện như bình thường được. Lại đưa đèn sách giùm cho. Thôi mà, được Đấy. rồi mà, làm gì em yếu đuối lắm vậy đó. Ây da. Đó, thấy chưa? Anh không sợ em đuối. Có sao không? Sợ em bị gì đó. Không sao. Về. À. Vũ, cô có quà cho con nữa nè.
Biết ngay mà, cô còn nôn từ tối qua tới giờ luôn đó. Chàng ơi, cô chú đi chơi mà cũng nhớ tới con nữa hả? Thì nhờ có con mới có ngày này mà. Quà đặc biệt luôn đó nha. Có gì đâu mà. Con sẽ rất thích nè. Dạ. Thôi bây giờ cô chú vô thưa ông nội cái nha. Dạ. Đi anh. Con thưa. Dạ, con thưa ba. Vợ chồng tụi con mới về. Con à, từ từ nó sửa cũng được mà. À, ba, đây là quà của vợ chồng con tặng ba nè. Cái này được à, hay đó. Chắc mất công lắm phải không con? Dạ đâu có đâu. Tụi con thấy người ta bán rồi mua về tặng cho ba đó. Đâu có mất công sưu tầm gì đâu. Đó anh thấy chưa? Em biết trước là ba sẽ nói như vậy mà. À ba, mai á, nhà mình có đặt tiệc hai bàn ngoài nhà hàng á. Mới đầu á, tính là người trong nhà mình thôi. Nhưng mà chị Tư nói phải mời thêm mấy người bà con thân thiết. Với lại bên nhà thằng Huy. Vì sắp tới hai nhà mình cũng thành thông gia rồi đó ba. Ba nhớ rồi. Ủa mà mấy giờ vậy con? Dạ 6 giờ. À. Con xin lỗi nội. Hoàng Anh, hôm nay không đi xe sao? Không, có anh Huy đợi em ở ngoài cổng rồi. À. Cậu Vũ. Cậu Vũ. Dạ. Dưỡng. Hôm nay dậy sớm vậy cậu? Mấy hôm nay con dậy sớm quen giấc rồi. Con tưới giùm Dưỡng mấy cây rồi đó Dưỡng. Cảm ơn cậu. À con. Mọi thứ nhanh ghê á. Mấy bữa gấp gấp rút rút chuẩn bị đám cưới. Mà giờ xong hết trơn rồi. Y như là một chớp mắt vậy. Con cũng thấy nhanh quá. Nhanh tới mức con có muốn cũng không dừng lại được. Còn giờ tôi không phải biết bắt đầu từ đâu đây nữa. Dượng từng nói với con có những thứ quá cao mà Dượng có muốn cũng không giới tới được. Bây giờ Dượng có được rồi đó. Dượng hãy sống thật hạnh phúc nha. Cảm ơn cậu. Tôi có được như ngày hôm nay cũng nhờ cậu động viên đó. Nè, mà cậu phải cố gắng lên đó nha. Ông nội đặt nhiều tin ở cậu lắm đó. Con thấy mình chẳng xứng đáng gì hết. Ngay từ đầu, nó đã không thuộc về con rồi. Con nói lung tung á, Dượng đừng có bận tâm. Mà sao tôi thấy dạo này cậu ít nói hơn hẳn lúc cậu mới về đây đó cậu? Chắc tại con nói hết những gì con cần nói rồi. Dượng, sao Dượng không trồng lan bán đi Dượng? Con thấy người ta trồng lan bán ra mắt quá trời. Công chăm sóc cũng cực nữa. Lan của Dượng vừa tốt, vừa ra bông đều đều nữa. Mấy bữa còn tưới cây giùm Dượng á, mà lá xuống hết trơn à. Ủa, mà con để ý thấy hả? Để ý chứ. Tại Dượng bỏ qua thôi chứ con thấy rõ ràng. Nhiều nước thì cây úng, ít nước thì cháy,
ít phân á thì cây vàng, nhiều phân á thì bông mọc lung tung. Đúng là không biết đường nào mà lần hết. Ừ, bởi vậy cho nên phải để ý cẩy càng đấy cậu ơi. Mà vô lý nhất á là nụ dừa mới lú ra, còn trùng đậu vô một cái coi như là tịch luôn, không ra qua được. Ủa, mà sao cậu tin ý dữ vậy? Thôi, Dượng đừng có khen con. Biết bệnh là một chuyện, nhưng chữa được bệnh hay không lại là một chuyện khác. Dượng nên trồng lan bán đi. Trồng lan phải cần có nhiều vốn lắm cậu ơi. Trồng được lan bán thì có rất nhiều tiền, nhưng mà khổ nổi, người có tiền mới trồng được lan bán. Con thấy có gì đâu, có khoảnh đất phía sau nhà đó, Dượng chỉ cần dọn dẹp lại là có khu đất nho nhỏ rồi. Không có vốn thì mình đi vay, khi nào có rồi mình trả. Con tin chắc là nội sẽ đồng ý mà. Với lại khi mà Dượng bán được rồi hả, cô Út sẽ phụ Dượng vừa chăm sóc nhà cửa con cái, một công đôi chuyện, con thấy quá ổn luôn. Ủa, nhưng mà tôi nghĩ sao cậu làm kinh doanh vậy ta? Thì tại vì cứ gọi con là cậu hoài đó. Ừ, nhưng mà hai thứ đâu có liên quan gì đâu cậu. Đó, là cậu nữa thấy chưa. Dượng, Dượng có muốn nghe chuyện cười không? Con kể Dượng nghe nha. Ừ, kể đi cậu. Chiều nay anh qua đón em nhé. Đón đi đâu? Cô Ngọc chả hẹn là tối nay đi ăn cưới bên gia đình em mà em quên à? Em nhớ rồi. Nhiều việc quá em quên mất. Nhưng chiều anh khỏi đón em đi, anh còn chở mẹ anh nữa mà. Rồi có gì gặp anh ở nhà sau cũng được. Anh quên mất, anh phải còn phải đón mẹ nữa. Nhưng mà tối nay ấy, mẹ anh sẽ thưa chuyện với nội về gia đình hôn của hai đứa mình nhỉ? Cũng được anh. Người lớn nói chuyện mà, mình đâu có ý kiến gì được. Em nói như vậy, anh an tâm rồi đấy. Rồi em sẽ trách anh nhiều lắm, Hoàng Anh à. Mình đi nha anh. Mẹ sẽ từ công ty qua nhà hàng luôn. Em đi với Hoàng Anh trước đi. Lát anh đi với nội luôn. Vậy á hả? Anh tị quá à, em muốn đi chung. Xong hết rồi nè. Bây giờ mình chờ ông nội xuống rồi đi chung luôn hay sao con? Bà nói em với mấy đứa đi trước đi. Mình có mời mấy người khách nữa, thì sớm đón họ. Thế bà mình vụ đi sao? Vậy cũng được. Vậy mình đi thôi cô. Đi thôi em. Lát gặp con nghe Vũ. Dạ. Em đi trước nha. Thằng cha này hẹn hò kỳ cục thêm. Alo. Dạ. Bây giờ mày ở đây, để tao với anh hai vô nhà con làm sao. Đi này. Cỡ. Chết rồi sao mà lâu quá vậy? Không phải, từ anh hai. Có khóa cửa đâu? Dạ, anh hai, để vô kiểm tra lại coi sao. Anh hai, không ở trong nhà hết á. Chốt. Tìm người trong nhà này đúng không? Đúng, thì sao? Trong cái phòng này nói như có người đến tìm thì được cái này. Theo ông tả thì đúng là chú rồi. Rồi lên xe đây các bạn ơi, xe tôi giờ xuất bến rồi các bạn ơi. Nhanh 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 nhanh. Chú,
Đây. Mà làm gì mà đi nhanh vậy? Mình đi gấp tới nỗi mà còn chưa kịp chào mấy con chó luôn. Mày có hiếu quá ha. Lên xe, lên xe, tới giờ, tới giờ, tôi mới các bạn ơi. Đúng. Lên xe, lên xe, nhanh, nhanh, nhanh. Đi nhanh thì là chắc trốn nợ đúng không? Mày nói nhiều quá Thế Anh. Mày lên xe làm ơn mày ngủ giùm tao đi. Mày nói nhiều quá, mày lấy hơi sức đâu mà mai mày trả lời ba má mày. Lên xe đi. Dạ. Ngồi đâu? Lên đi. Rồi, ổn định chỗ ngồi, xe xuất phát nha. Đóng cửa lại đi. Alo. Nói đi. Thằng cha đó bỏ trốn rồi. Cái gì? Trời ơi, làm ăn sao mà kỳ cục vậy? Rồi tiền bạc sao rồi? Trả ôm theo luôn rồi. Uống nặng thật. Làm ăn cái kiểu gì kỳ vậy? Tại sao để xảy ra cái chuyện như vậy chứ? Tôi tưởng á, đưa ổng nhiêu đó tiền là giữ ổng cắn câu rồi chứ. Ai ngờ đâu, trả đổi giờ chót luôn. Im miệng đi. Không có người thì còn hình. Lấy đoạn băng ghi âm nói chuyện với ổng. Lấy nó ra mà xài. Mau mau đem đến đây cho tôi. Nếu không thì đừng có trách tôi đó. Tôi cho nửa tiếng. Nếu muốn lấy cái phần tiền còn lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả? Ủa? Chị, cái gì kỳ vậy chị? Tự nhiên chị lớn tiếng với ảnh vậy? Chị làm như là lỗi của ảnh không bằng vậy đó. Ảnh cũng đâu có muốn vậy đâu. Tự nhiên ba bị đột quỵ chứ bộ. Sao rồi bác sĩ? Tình trạng hiện tại của bác ấy rất là xấu. Nếu như qua được đêm nay thì coi như ổn. Còn nếu không thì... Anh nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã nói cho chú Phúc biết tất cả rồi. Tại sao lại làm như vậy chứ? Bác ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Cũng may là người nhà đã đưa bác ấy vào bệnh viện kịp thời đó. Chị, chúng tôi có thể vào thăm được không bác sĩ? Lúc này thì chưa được đâu chị. Bởi vì sức khỏe của bác ấy chưa được ổn định lắm. Mọi người cứ ở ngoài chờ đi. Khi nào bác ấy tỉnh lại, tôi sẽ đưa bác ấy ra phòng ngoài. Rồi mọi người hãy vào thăm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Xin phép mọi người. Dạ. Ừ, sao rồi? Ổn rồi. Bây giờ bà đã qua cơn nguy kịch. Chị hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi. Có tôi xíu ở đây được rồi. Thôi vậy cũng được. Đi về mấy anh. Mà anh Vũ ở đâu rồi? Sao nãy giờ con không thấy anh? Kệ nó đi. Cái thứ đó mà quan tâm nó làm cái gì không biết nữa. Nghĩa sao mày nói vậy hả? Chị à chị. Thôi ăn với nói càng ngày càng khó nghe quá. Khó nghe thì đừng có nghe. Ai mượn vậy? Mình đi về con. Đi mua chút gì vậy? Gì? Em hả? Ừ. Cho Hoàng Anh nghỉ ngơi chút. Sẵn mua luôn cái chai nước suối nha. Đi mà. Ừ. Em đi đó nha. Hôm qua mình Vũ đã nói hết với chú rồi.
Con xin lỗi chú. Là lúc đầu con đã giấu chú, vì con không muốn có quá nhiều người biết đến chuyện đó. Chú, ban đầu của chú nghe vụ đó chú cũng hơi bị sốc. Nhưng nghĩ lại, vào thời điểm đó con cũng không có sự lựa chọn. Bây giờ quan trọng là sức khỏe của ông nội. Hy vọng ông nội sẽ qua khỏi. Chỉ có như vậy thôi con mới mong được thật. Con muốn anh ta phải dằn mặt hoài. Con không mong được tha thứ đâu chú. Làm việc mà không mặt mày với con một tiếng nào hết. Nếu như hôm qua nội có chuyện gì thì sao? Anh ta đâu thể tự một mình quyết định được như vậy. Tất cả đều có lý do của nó hết con. Vợ nghe chị cười không vợ? Kể đi cậu. Thật ra con không phải là con của bác hai. Cậu cậu giỡn với tôi hoài. Giỡn gì với giỡn vô đó dễ đầu tim đó nó cậu ơi. Con nói thiệt đó. Cậu, con không là gì hết. Con chỉ là một thằng được Hoàng Anh thuê về để đóng giả thôi. Con cũng không biết phải kể cho Dượng bắt đầu từ đâu hết. Tại sao cô còn dám làm như vậy? Lúc đó Hoàng Anh thật sự chỉ vì sức khỏe của ông nội thôi, chứ không nhằm vào bất cứ mục đích gì khác. Dượng nghĩ thử coi, nếu lúc đó Hoàng Anh không liều lĩnh đề nghị và con không liều lĩnh nhận, thì những ngày qua sẽ như thế nào? Có lẽ mọi chuyện đã khác xa đi rồi. Nhưng giờ cuối cùng thì sao? Giờ cậu nói ra cũng vậy thôi mà. Đã tới lúc con không thể không nói ra. Chú hy vọng nhiều lắm, đặt niềm tin nhiều lắm ở cậu. Tại sao cậu lại quyết định nói ra với tôi? Giả sử tôi hoàn toàn không biết gì, vào cô cậu cứ diễn hết vở kịch này, liệu có tốt hơn không? Tại sao tới giờ phút cuối thì... Dượng à, Dượng không sợ nếu con nắm quá nhiều quyền hạn của An Hải trong tay thì con sẽ chiếm luôn sao? Ngay từ đầu, số phận An Hải đã là của người ngoài rồi. Dượng nói vậy là sao? Con không hiểu. Trong ngôi nhà này còn rất nhiều bí mật, ngay cả những người trong gia đình còn không được biết. Và thôi, thôi bỏ đi cậu. Rốt cuộc cậu cũng chỉ là người ngoài mà. Bây giờ cậu nói ra thì có lợi ích gì chứ? Ngoài tôi ra có ai biết nữa không? Đó là vấn đề đó Dược. Đã có quá nhiều người biết, và động cơ của họ không đơn giản một chút nào. Ủa, tụi nó đi hết rồi hả? Dạ, mọi người đi trước để tiếp khách ba. À, vậy cũng được, mình đi thôi. Thưa nội, con có chuyện muốn nói với nội. Nói đi. Những gì con sắp nói ra đây, không mong bản thân mình được tha thứ, nhưng xin nội, nội hãy bỏ qua tất cả cho Hoàng Anh đi.
những gì mà anh làm chỉ vì sức khỏe của nội, chứ không vì mục đích gì khác hết. Nếu ngày hôm nay con vì bản thân của mình mà im lặng để nội đến bữa tiệc, thì bao nhiêu công sức của Hoàng Anh, danh dự của An Hải và sức khỏe của nội sẽ như tan thành mây khói. Nội, xin cho phép con được gọi tiếng nội lần cuối cùng. Con xin lỗi nội, con chỉ là một đứa cháu giả mạo, một đứa được Hoàng Anh mướn về để đảm bảo cho nội chịu phẫu thuật lần đó. Con xin lỗi nội. Ba, vô chuột ba tội ta để ông ra làm chứng. Rồi tại sao chị phải nói trốn đông người và có cả gia đình của thân quý rồi? Chị chỉ muốn cho mọi người biết là con là người vũ trang, thông đồng với người ngoài để chiếm đoạt An Hải. Tại sao cậu phải làm như vậy hả chú? Chị chỉ muốn nắm quyền điều hành An Hải. Chị nghĩ đợt này con mà làm thành công, nội sẽ giao lại quyền thừa kế cho con như ban đầu nội đã hứa con gì nữa. Trời ơi, con quản lý An Hải đâu phải là quyền có quyền thừa kế đâu. Con chỉ muốn hoàn thành ước nguyện của ông nội là phát triển An Hải đi xa hơn, mở rộng hơn, để ai cũng biết tới nước mắm Phú Quốc thôi mà. Nếu mà con muốn An Hải như vậy á, thì con sẽ để cho cổ. Đừng lẽ có định con ra ngay bữa đám cưới rồi. Nhưng gì mà anh nói xin. Mai anh, mai anh cũng biết chuyện đó. Và kể cả kế hoạch của anh ấy hả chú? Đúng rồi. Mình vừa nói mà anh đã thổ lộ cho cậu ấy biết toàn bộ kế hoạch cái gì tới. Nếu lúc đó mà anh không nói ra thì có lẽ một chuyện sẽ đi xa. Cuối cùng thì cũng chỉ có con là đứa chẳng biết gì. Thank you.
Sao lại như vậy chứ? Thì chắc tại ba còn mệt nên không muốn gặp mặt ai thôi. Nhưng ít ra cũng phải cho con cháu vô coi tình trạng sức khỏe của ba như thế nào. Trong khi đó ở đây trong đứng trong ngồi thì ba lại không cho mình vô làm sao? Trời ơi, chị à chị, tự nhiên cái chị nổi quạo ở đây vậy? Chị không chịu rồi, chị nhào đầu vô trọng đại đi. Không được đâu, đó là ý của ba. Tôi nghĩ là mọi người nên tôn trọng. Thôi được rồi, ở đây không có gì của tôi. Tôi về công ty đi, tôi còn biết bao nhiêu chuyện để giải quyết nữa. Có gì thì báo tôi. Hoàng Anh, con cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi. Con ở đây từ tối hôm qua tới giờ rồi. Về nhà tắm rửa xong, ăn uống gì để chút quay lại. Đi đi con. Có cô chú ở đây là được rồi. Đúng rồi đó, con về đi. Dạ. Anh làm cái gì vậy? Yêu thương này đã thiết tha không thể nguôi. Dặn lòng rằng đừng vội vàng yêu thương. Nhưng khi em gần bên, tâm hồn bay ngàn phương. Cho em nè, đã bảo lấy cái kẹp thôi. Còn tay máy làm cái gì vậy? Lòng này còn khát khao tình yêu sẽ em. Em đừng bỏ con mình, nó là một sinh mạng đó. Với giấc mơ vời vợi xa. Hù vợ trong cơn mơ tôi bao đêm. Em ngang qua đây cùng với tiếng yêu không thể quên. Và thân nhẹ nhàng lần môi trao. Em cho tôi bao nồng cháy phút giây trong vòng tay. Giờ người đã đến đây cho lòng này đắm say. Lòng này giờ vững bước tình yêu đã tới. Xưa em trái tim lên nói là tôi với giấc mơ ơi vội xa. Còn nhiều đừng vội đi người hỡi, nhìn xa người hỡi. Đừng vội tìm đến nơi nào xa hơn. Đừng đi người hỡi, xin đừng xa người hỡi. Trả công cho người ấy thời gian em cố gắng không mệt mỏi. Anh ơi, anh ơi. Tại sao lại làm như vậy chứ? Ba vẫn chưa chịu cho ai vô hết á. Tôi muốn vô trỏng chứ ngồi ngoài này tôi sốt ruột quá à. Bà nói có gì từ từ về nhà giải quyết. Chị yên tâm đi. Con chào Dương ạ. Con chào cô Tư. Hoàng Anh chưa tới ạ? À chưa con. Con có mua một ít đồ ăn, chắc là mọi người chưa ăn ạ. Cảm ơn con. Sức khỏe của nội bây giờ sao rồi ạ? Cũng khá ổn rồi. Mẹ con muốn vào thăm nhưng mà nghe nội nói là không có muốn gặp ai nên là thôi chắc là để dịp sau ạ. Rồi bác sĩ nói là khi nào thì nội được ra viện ạ? Thì cũng không biết nữa. Anh tới rồi đó hả? Em ăn đi. Bác sĩ nói là nội đã bình phục rồi mà. Mà đêm nay ấy, về nhà nghỉ đi. Sáng mai còn tỉnh táo làm việc. Em chả nói là em phải có trách nhiệm với công ty còn gì nữa. Có phải không? Em cứ im lặng như vậy, anh biết nói chuyện với ai? Ở đấy. Sao không cho anh ta đến hả?
rồi cả con bé Mai Anh nữa. Đừng có nói là còn có tâm trạng mà hẹn hò trong lúc này. Anh đừng có nói nữa, em cần yên tĩnh. Thôi được rồi, ăn một miếng đi, sức đâu mà chịu được. Tàn súp ra đông nay nó có bị gì không mà con trai nó về trễ dữ ta. Muộn ngắt luôn hết trơn. Tôi nhớ hoài một chiều kỷ niệm ghé qua thăm miền ước mơ. Hà Tiên mến yêu đẹp như sứ thơ. Xa cách tôi còn nhớ, nhớ ghi muôn đời đất trời biển mơ. Xanh xanh màu ánh mắt cô gái chiều năm xưa như vẫn vương ai. Ôi trời ơi trời 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 trời, bà đợi con về nè, không hay vậy? Chào mừng con trai đã trở về quê hoàng. Bà nấu mâm cơm này để đãi con nè.